có vú phóng nha. Ồ, cá lóc nha, cá lóc trọng nha. Đó, là cỡ ba lạng đó nha, quá ngon. Tiếng trước chắc quá, tiếng này dính này. Vâng, cho nó gan cái này nè. Đè, đè, khủng nè, hai tay coi, bờ đuôi lên coi. Cái này chắc 2 kg nha. Thế con nó lại cho nó vô con nè. Được mấy con có chia được mấy con nữa. Rồi, mình chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ. Hôm nay hai vợ chồng mình tiếp tục thăm lợ cá nha. Hôm nay làm như nước nó sụt nữa nha. Với cái hỏng mình không biết nữa nha. Chào cả nhà các bà xã. Rồi bây giờ mời cả nhà theo hai vợ chồng mình trải nghiệm những cái lợ cá nha. Tại vì xe cổ nhiều quá nha. Cái này mình có 1 cái. Hôm nay nó cạn nữa nha. Quá trời rong quá nha. Rong như này chắc không có nè. Chết chết quá nè. Không có 1 con cá sặc nữa. Chết à. Cái gì cái rung rung ở trong vậy? Nước cỡ khó đập quá nè. Đây là cái gì? Nước nhiều, bây giờ mình thăm nước cút lại cái nhẫn đầu này có hàng không? Rồi có nha, có cái gì em có chia với em có lóc thôi, bây giờ có rùa quá nha, cái gì với em có rùa. Rồi, để mình xử lý luôn, đây mình cũng có 1 cái luôn cả nhà. Cái này xấu lắm. Cái này mình đặt cặp mé nha. Không thấy động tĩnh gì hết nè. Rồi, có hàng cái này. Có hàng. Có cái này, cá lóc. Một em cá lóc với một mớ cá sặc nữa nha. Thấy không? Cá lóc này gọi cái nhà không được bự không nha. Rồi, để mình xử lý luôn. Nước cạn quá trời cả nhà, bữa nay nó lợi cái lờ luôn đó cả nhà. Ủa có hàng ở nhà, có cá lóc ở nhà, cá lóc nhưng mới cá sặc đó nè, thấy không, mới cá sặc gì cá lóc rồi. Rồi để mình xử lý luôn nha. Con cái nha. Không thấy mất mất gì hết trơn. Em vô nè. Cái này nó cạn quá. Nó cạn. Không có thấy dấu cá phóng nè. Có gì cả nhà ơi, nó sặc ra. Ồ, có chia lỡ mình hết trơn á nè. 2 con. Hai em này lỡ. Con kia mình thả nè ha, bắt 1 con. Thả 1 con. Em mình xử lý nè. Rồi, cái nhà ơi, tiếp theo nè cái nhà. Kiểu này nhà không ổn nữa nè. Nè, cắt lục bình hết trơn rồi nè. Đó. Mà lợ mình mới còn không nha. Mà làm như chưa tới cái lợ mình nữa nha. Để mình xuống nè. Chín không chín mình cũng về cái nha. Tại vì người ta còn cắt hết trơn luôn á. Làm như 12 giờ trưa ta về ăn cơm nữa nha. Ui. Còn cái nè, chắc còn quá. Tại mình đặt nó góc ở đây nè. Rồi còn thiệt đó nha. Hên. Rồi. Bye bye khu này luôn á nha. Đang cắt lục bình nha.
không dính luôn. Đừng em lau kiếng nhỏ xíu à. Dời luôn. Hên đó nha. Đó, bánh chành hết trơn đó nha. Ui, đây mình cũng có một cái này. Cái này sâu hơn cái cổ luôn rồi. Đây nè. Có cái lục bình luôn nè. Cũng có vú phóng nè. Ồ, cá lóc nè. Cá lóc trọng nè. Đó. Đó. Là cỡ ba lạng đó nha. Quá ngon. Tiếng trước chắc quá, tiếng này dính này. Đây cũng có một cái. Bên này là tiếng thứ hai nha. Và hổng tâm không dính. Rồi bên này có dính gì không nè. Khu vực này sâu lắm. Vừa mưa là ướt máy hết chân đó. Lỡ mình này. Còn thấy rút phóng gì không? Vừa rồi có gì cũng kinh nữa à. Tại mình kéo cái con kinh gì không biết không? Rồi có hàng đó nha. Có hàng. Có. Ồ. Cá chi. Một con cá rô, hai con cá chi cọt. Hai con út bu. Cho bà xả bắt ở trên luôn. Bà xả bắt ở trên luôn đó nha. Mình có một cái luôn đó nha. Cái lờ đó tiêu rồi. Lờ đó ta. Phải chỗ này không ta? Để mình kiếm kỹ nha. Đó mất tiêu rồi nè. Mất cái nè. Mất à. Còn không dính được hai em cá chê cái nè, cá chê trắng, hôm nay mất tiêu rồi. Hay thiệt, công nhận. Một con nè. Cái này tôi ngồi dính được rồi. Còn răng nước nè. Chất khuất à. Chất khuất gì luôn chứ. Khu này ớt quá. Gì luôn. Mình mới về tới nhà nha. Hôm nay mắc lợ nhiều quá mình không quay luôn. Nha, cuốn hết một mớ lợ đem về nữa nha. Nhưng khu vực kia mất quá trời rồi. Này cũng từng kèm 10 cái nữa nha. Con bao nè. Tới mấy cây ra hết đi. Hôm nay chỗ mà dính nhiều mình quay không được nữa. Một lọt 4-5 con quay không được tại vì ta đang cắt lúa. Rồi mấy đứa nhỏ nó đi theo đâu. Bắt chuột á, đâu có dám quay đâu. Len len xuống dưới bắt cá luôn. Để một lợ đâu. 5-6 con. Mà cái chi không à. Để cái chi mình đừng qua đó nha. Nó mình chưa bán nha. Hôm nay cũng nhiều á. Bơm nước cá chút ơi. Bên này làm như cá lóc cũng ít rồi, không có nhiều. Chơi nhiều. Ừ. Rồi nha. Bạn chắc 3 cân luôn á. Cân 5 kg rồi, cân không nổi đâu. Một con cá chê phi này chắc cỡ 2 kg có. Hồi nãy một lờ ba em nó làm hai em kia chết luôn, trắng nhách dục luôn rồi. Đang ta cũng đang cắt lúa nó không có quay được nữa nha, thấy không? Qua chạy bự rồi. Cầm cái chạy bự lên cái coi. Cầm không nổi, không được. Thử 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 rồi.
Vâng. Cho nó gan cái này đây. Đè, đè. Khủng nè, hai tay coi bờ đuôi lên coi. Nó không dính. Cái này chắc 2 kg nha. Thế con nó lại cho nha. Thế nó vô ông cống rồi. Mấy con có tia được mấy con nữa. Hạn chế chỗ mình cắt ngạnh đây. Một em cái chia nó chia trắng đó này, cá lóc nữa nha, nó ngon lắm, giờ nó phóng nè. Hôm nay con không có lời đâu, mất lời quá, sợ mình cuốn gì luôn. Có 5 con cá lóc rồi. Cái chê không à? Ừ. Cái chê để riêng hả gì? Để riêng đây, lấy cái nồi xuống. Cái chê mình bẻ ngành gọi lên cái nhà. Làm được 10 em cái chê nha. Tại vì mình hạn chế chỗ mình quay chỗ mình bẻ ngành nữa nè. Ra em nữa nè. Ca chỗ vợ mình nè. Rồi được mới cắt cặp cá dụng nữa nè. Cái dụng thế nhẹ mình có giá lắm nè. Con có lóc mấy con nè? Lóc được 5 con. 5 em có lóc đó nha. Kia một em có chê phi nãy là nó tầm 2 kg á. Chê 3 kg. Không, một con một gần 2 kg đó. Rồi, mình cũng chúc cái nhà xem giá rẻ nha. Bye bye. Cá chê nhiều ở đây. Mất lời hết trơn á, cá lóc phóng luôn rồi.